Tổ năng thành phố Thọ xin tiếp tục giới thiệu đến quý vị chiếc âm ly Rotex, mã của nó là model của nó là RX400A quý vị nhé. Rotex model RX400A giải tần số FM đến 108 luôn quý vị nhé. Đây hàng còn rất là đẹp, lung linh luôn, quá là đẹp luôn quý vị nhé. Hàng đẹp lung linh luôn, em nó đóng thiết kế hồi gỗ, vỏ hồi gỗ nhé. Đây phía trên đây báo cáo các bác là giá của em nó là 4,5 triệu nhé, em báo giá luôn cho nhanh, 4,5 triệu, giá 4,5 triệu. Hồi gỗ xung quanh thùng vách còn rất là đẹp. Đây, em đang chạy ghép em nó với lại đây, đang ghép em nó với đôi loa của anh Bát 30 luôn. Đây là phía sau của em nó, đây là phía sau của em âm ly Rotex 400A, hàng made in Japan quý vị nhé. Em nó trở kháng 8 ohm, đánh 2 cầu luôn quý vị nhé. Hàng còn rất là đẹp. Bác nào điện thì em đợi em chút nhá, em có việc. Hàng còn rất là đẹp, đèn báo đây, đây là đang chạy qua cổng AUX, nếu quý vị chuyển cổng nó sẽ báo đèn luôn sang cổng khác đây, thấy chưa? Đấy, báo thành công luôn nhá. Chế độ low lướt, tất cả các chế độ mô đèn đều có hết nhá. Chỉnh bát tép cân loa, ok. Hàng còn cực kỳ là đẹp luôn. Quý vị nào có nhu cầu thì alo trực tiếp đến hai số trên giúp em. Những chiếc âm ly này thì giá quá là hợp lý và đánh loa rất là tốt chất rồi. Mời quý vị alo theo hai số trên, em xin trân trọng cảm ơn.